Đừng lo lắng, Scooby. Đây là đâu vậy? Bị đâm vào rồi. Đó là một dụng cụ. Cứu giới. Thì ra là giấc mơ. Cái gì? Trễ rồi. Ủa, hôm nay là chủ nhật mà. Tới giờ dậy rồi Scooby. Không có bị hư, hoạt động tốt mà ta. Tuần trước cậu vừa mới mua, sao có thể hư được chứ? Đúng vậy, nhưng mà sáng nay nó không có báo chuông, mình có thể chắc chắn điều đó. Có khi nào cậu không nghe thấy vì cậu quá mệt hay không? Không thể nào như vậy được. Nè Scooby, có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Đâu có. Sơn bị trầy và bánh xe thì bị lủng nữa kìa. Bánh xe hả? Scooby, mình chắc là cơn ác mộng của cậu rất đáng sợ. Nhưng tại sao cậu lại không nhận ra bánh xe của mình lại bị lủng vậy hả Scooby? Rồi, xong xuôi. Cơn ác mộng rất đáng sợ, giống như thật vậy đó. Dù sao thì mình xin lỗi đã làm phiền các cậu vào một ngày nghỉ như vậy nha. Không có gì. Mà tại sao cậu lại gặp phải cơn ác mộng khủng khiếp tới như vậy chứ? Cậu có chuyện gì cảm thấy không thể giải quyết được hay sao? Điều lo lắng duy nhất của mình là bị trễ giờ đón tụi nhỏ đó. Khi gặp cơn ác mộng như vậy là sáng hôm đó mình sẽ tới trễ. Có khi nào cậu cứ lo là mình sẽ tới trễ nên mới gặp ác mộng này không? Đúng vậy. Cậu đừng lo lắng về chuyện trễ giờ nữa và hãy nghỉ ngơi cho tốt đi. Mình sẽ cố. Tạm biệt. Cảm ơn các cậu đã giúp cho mình nha. Mình đi đây. Tạm biệt Scooby. Chào Posty. Chào Scooby. Chào Posty. Rất vui khi thấy các cậu. Có thư cho các cậu đây. Cảm ơn cậu Posty. Không có gì. Nè, có một số tin đồn về Scooby đang lan truyền khắp thị trấn này đó. Tin đồn? Phải. Họ nói rằng Scooby lái xe đi ra ngoài vào ban đêm và đi tới mức dính đầy bùn trên người luôn. Sao một chiếc xe buýt như Scooby lại làm những chuyện kỳ lạ như vậy được chứ? Thật kỳ lạ. Vậy là Scooby lái xe đi ra ngoài vào ban đêm và sau đó nói là mình gặp ác mộng sao? Không biết nữa, nhưng mình nghĩ là Scooby không phải là loại người như vậy đâu. Mọi người có thấy chuyện này kỳ lạ lắm không? Sao lại lạ? Từ trước đến giờ Scooby có một thói quen rất lành mạnh. Nhưng sao đột nhiên cậu ấy lại như vậy và đón từ nhỏ tới trường muộn chứ? Ý cậu là có chuyện gì xảy ra sao? Đúng vậy. Đó có thể là nguyên nhân khiến cho Scooby gặp phải ác mộng. Nè, mình nghĩ các cậu lo lắng quá nhiều rồi đó. Ngay cả mình cũng gặp ác mộng mà. Và đôi khi đi chơi vào ban đêm cũng tuyệt vời lắm chứ. Đúng vậy. Nhưng Scooby đột nhiên thay đổi như vậy thì thật là kỳ lạ. Được rồi. Tối nay mình sẽ theo dõi Scooby. Mình sẽ tìm hiểu tại sao Scooby đi ra ngoài vào ban đêm. Nếu mình không nghe thấy báo thức giờ dậy trễ thì sao đây? Được rồi, tối nay mình sẽ không ngủ tới sáng luôn. Nếu không ngủ thì sẽ không gặp ác mộng nữa. Nếu không gặp ác mộng nữa thì mình sẽ không dậy trễ. Không được, không được. Mình không được ngủ. Không được ngủ. Scooby, tối nay mình sẽ biết được bí mật của cậu thôi. Sao lại không có chuyện gì xảy ra vậy? Hả? Đi rồi. Wow, cậu ấy thực sự đi ngang qua cây cầu đó. Scooby, cẩn thận. Wow, điều đó thật đáng sợ chứ không vui vẻ đâu. Hả? Đừng thoa bus. Đợi một chút.
Scooby nói cơn ác mộng của cậu ấy giống hệt như vậy mà. Trong cơn ác mộng thì mình đã lái xe qua cầu và điều đó thật là nguy hiểm. Rồi mình đi trên một con đường đầy gai nhọn. Sau đó thì mình còn lái xe vào một vũng bùn nữa chứ, người mình gió hay luôn. Nghĩa là sắp vào vũng bùn. Scooby! Scooby! Dừng lại! Dừng lại! Scooby! Scooby! Dừng lại! Làm ơn! Dừng lại! Scooby! Gì vậy? Đang ngủ à? Haley đi được một lúc rồi đó. Cậu nghĩ là có chuyện gì con? Jin! Đâu mất tiêu rồi ta? Cậu đang tìm cái gì vậy? Thấy rồi. Haley. Hey. Nè Jin, xảy ra chuyện rồi. Scooby vừa ngủ vừa lái xe vào vũng bùn. Cái gì? Điều này không ổn chút nào. Cậu ấy đang chìm sâu trong giấc ngủ. Được rồi Haley, đội cứu hộ sẽ tới đó liền. Được rồi. Ta phải kéo cậu ấy lên. Qua đó đếm tới ba đi. Được rồi. Haley, cho tụi mình chút ánh sáng đi. Sẵn sàng. Mọi người sẵn sàng chưa? Rồi. Được rồi. Đếm đến ba rồi kéo. 1, 2, 3. Kéo. Tốt lắm. Haley, giữ Scooby bình tĩnh, đừng có nhúc nhích. Mình chìm rồi. Scooby, đứng im. Đây không phải là cơn ác mộng. Cái gì? Mình không gặp ác mộng sao? Em thương. Đúng vậy, chúng mình đang kéo cậu ra khỏi vũng bùn. Mình không hiểu, mình cứ tưởng là mình đang gặp ác mộng chứ. Scooby, chúng mình sẽ kéo cậu ra khỏi đó. Chỉ cần một chút nữa thôi, cố lên. Cảm ơn, mình sẽ cố. Rồi, thử lại lần nữa đi. Kéo. Cái gì? Mộng du sao? Nhưng mộng du là cái gì vậy? Mộng du là khi một người nào đó đi ra ngoài đường khi đang ngủ say. Điều này có thể xảy ra khi họ gặp phải căng thẳng gì đó hoặc là không được nghỉ ngơi đầy đủ. Ác mộng của mình thì ra không phải là giấc mơ mà tất cả đều là sự thật. Đó chính là lý do tại sao trên người cậu ấy có nhiều vết xước như vậy. Vậy là không phải cậu ra ngoài chơi vào ban đêm mà là cậu bị mộng du cho nên mới như vậy sao? Cậu biết chuyện này bắt đầu từ khi nào không vậy? Mình nghĩ là khoảng một tuần trước gì đó. Sáng hôm đó mình thức dậy trễ vì báo thức không có reo. Vì mình mà tụi nhỏ sắp phải trễ giờ tới trường. Mình vội vã chạy tới trạm xe buýt, điên cuồng và còn la hét nữa. Đánh ra. Sau tai nạn lần đó thì mình bắt đầu lo lắng về tất cả mọi thứ. Nếu như báo thức có reo á, thì mình cũng sẽ không bị trễ. Và mình không bị trễ thì mình sẽ không gặp tai nạn. Đó là lúc mình bắt đầu gặp ác mộng. Điều gì sẽ xảy ra nếu như mình tiếp tục mộng du? Mình sẽ chìm vào vũng bùn và thậm chí là bị trễ giờ nữa. Đừng lo lắng, mộng du có thể chữa được mà. Vậy sao? Chắc mà.
Scooby, giờ cậu biết đồng hồ báo thức không có hư và sẽ hoạt động bình thường. Vì vậy cậu không cần phải lo lắng và có thể đi nghỉ ngơi rồi. Nhưng mà mình vẫn hơi lo lắng một chút. Giờ cậu làm vậy đi, nghĩa là đồng hồ báo thức không có bị hư. Mình sẽ thức dậy đúng giờ để làm công việc của mình. Nghĩa là sẽ không bị trễ giờ nữa. Đúng vậy, chỉ cần cậu suy nghĩ vậy là nỗi lo lắng sẽ tan biến hết thôi. Vậy là cậu có một đêm ngủ thật là ngon rồi, cậu hãy thử đi. Được, mình biết là báo thức của mình không bị hư và mình sẽ thức dậy đúng giờ để làm công việc của mình. Vì vậy, mình có thể đi nghỉ ngơi rồi. Mình chắc chắn báo thức sẽ không bị hư. Scooby ngủ say rồi đó. Hy vọng cậu ấy có một giấc mơ thật tuyệt vời. Được rồi, mình quá khỏe. Scooby, chào mọi người. Cậu ngủ có được không? Tuyệt vời. Đây là một giấc ngủ tuyệt vời sau một thời gian dài. Mình nghĩ là khi làm theo cách của mọi người thì cuối cùng mình cũng đã được ngủ ngon rồi. Thật là tuyệt vời. Nếu sau này thấy có gì không ổn, cứ nói với tụi mình. Ok, cảm ơn rất nhiều. Bây giờ mình phải đi tới trường đây. Cẩn thận với Scooby. Tuyệt vời. Những người bạn mới tuyệt vời. Wow, thật tuyệt vời. Cuối cùng ga xe lửa cũng đã hoàn thành rồi. Chúng mình thật sự rất cảm ơn sự cố gắng làm việc của các cậu trong dự án lần này. Cảm ơn, nhưng nguyên nhân thật sự mà chúng mình có thể hoàn thành được là nhờ mọi người trong thị trấn giúp sức. Còn nói đúng, mọi người thật sự đã giúp đỡ rất là nhiều. Còn bây giờ chuẩn bị cho lễ khánh thành sắp tới như thế nào rồi? Tuyệt vời, chúng con chỉ cần dựng xong sân khấu và hoàn thành buổi tập lần cuối thôi. Chú biết mọi người đang rất trông chờ vào buổi lễ. Chúng con cũng vậy. Không phải Mark và Mucky cũng sắp tới sao? Đúng rồi, họ nói là họ sẽ làm việc ở gần thị trấn, nên nhờ chúng ta giữ chỗ cho họ để tới lúc đó họ ghé qua tham dự. Còn nữa nha, chú Bildo đã mời một vị khách đặc biệt tham dự sự kiện lần này nữa. Chú đã mời một vị khách đặc biệt, có thể là ai đây? Chúng ta chúc mừng khánh thành ga xe lửa, vậy mời một chiếc xe lửa là hay nhất. Cái gì? Thật vậy sao? Ngày mai thật sự có một chiếc xe lửa đến thị trấn của chúng ta. Phải, Trino là xe lửa chở hàng và kể từ bây giờ chú ấy sẽ chạy xuyên qua thị trấn của chúng ta. Trino! Wow, không biết chú ấy như thế nào nữa. Mình có kể cho cậu nghe, trước đây mình đã từng gặp chú Trino ở làng Toto, cho nên mình cũng biết chút ít về xe lửa mới này. Thật hả? Đương nhiên rồi, chú Trino lôi mọi thứ từ chỗ này đến chỗ khác và chú thật sự rất khổng lồ. To hơn Titan và Terry luôn sao? Chú ấy thậm chí còn to hơn tất cả chúng ta tổng lại. Và chú ấy cũng rất dài như cây xúc xích chạy dọc theo đường đây. Vậy chính xác chú ấy dài bao nhiêu? Để mình coi. Nếu cậu tính từ Teddy thêm một Teddy, thêm một Teddy, thêm ba Teddy nữa, nhưng chú còn dài hơn những Teddy đó. Hả? Vậy là dài lắm luôn. Mọi người hình như rất tò mò về chú Trino. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải tập cho buổi biểu diễn trước. Mọi người chuẩn bị bắt đầu lại chưa? Được rồi. Được rồi, lần cuối trước khi biểu diễn. Chú ấy dài hơn Terry cộng Terry cộng Terry, mình không nhớ nổi nữa. Mình thật sự rất tò mò về chiếc xe lửa này. Các cậu, hay là mình ra ngoài gặp chú ấy trước khi chú ấy tới đây sáng mai được không? Vậy chứ. Thông thường nếu mình hồi hộp gặp một ai đó, mình chỉ cần chờ đợi đến thời điểm thích hợp và gặp họ khi mình được phép. Vậy là không có vấn đề gì rồi. Mình cũng vậy. Mình cũng không thích như vậy. Chờ đợi không có gì vui. Và tính tò mò làm mình cảm thấy như mình sắp bị nổ tung. Spooky thiệt là kỳ lạ. Đúng vậy. Nè các cậu. Wow, sân khấu dễ thương quá đi. Đúng vậy, cảm ơn các cậu đã cố gắng làm việc nha. Có gì đâu. Hayley đâu rồi? Hayley bay ra ngoài chào đón chú Trino rồi. Phải, vì chỉ có một đường ray xe lửa thôi. Những đoạn còn lại họ vẫn chưa hoàn thành xong nữa. Mình hiểu. Mọi người ơi. Được rồi mọi người, các cậu từ từ chạy lên và ổn định chỗ ngồi đi. Biết rồi. Spooky đâu? Spooky nó có chuyện đột xuất, khi nào xong cậu ấy sẽ tới liền. Ngày hôm nay sẽ không thể đâu, vì Spooky sẽ gặp chú ấy đầu tiên. Nếu mình đi theo đường ray thì mình sẽ gặp được chú ấy thôi. Con sẽ gặp được chú rồi nha chú Trino. Spooky đang tới đây. Trino,
Trino. Đây là đường ray của thị trấn Rum mà từ nay mình sẽ đi qua. Mình đang trên con đường tới tham dự buổi lễ khánh thành đây. Mình chắc chắn chú ấy sẽ đi đường này. Có phải mình tới sớm quá không ta? À, chú ấy kìa. Mình là khách của buổi lễ khánh thành. Trino thật là tuyệt vời. Ồ, chú chim sẻ nhỏ bé, tôi nhắc nhở cậu là đừng đậu ngay vị trí đó nha. À, mình không có thấy cái gì hết. Chú chim sẻ ơi, cậu rất dễ thương nhưng cậu đậu ở đó khiến tôi không thể nhìn thấy được. Cảm ơn nhiều. Chú Trino. Chào cậu. Xin chào. Chào chú, con ở đây. Chấp là mau, đứng trên đường ray nguy hiểm lắm. Chú nói cái gì? Ồn quá con không nghe. Chú nói còn tránh ra. Tốc độ nhanh như vậy chú không thể tự dừng lại được. Làm sao mà chú chạy càng ngày càng nhanh vậy? Bánh xe của mình bị kẹt rồi. Không biết chú Trino đi tới đâu. Tránh rồi. Đường cho chú. Hả? Con tránh ra. Chú không dừng lại kìa. Dừng lại đi. Đụng vào con đi hả? Bookie, chạy đi. Bánh xe của mình bị kẹt rồi. Cái gì? Nhanh lên, đổi đường ray khác đi. Chú Trino, mình phải dừng lại. Sao vẫn chưa tới đây trễ vậy? Trễ lắm rồi đó. Spooky làm gì mà tới trễ vậy ta? Buổi lễ sắp bắt đầu rồi. Không biết, kỳ lạ thiệt. Hả? Hayley? Jean, mình cần trợ giúp. Chuyện gì Hayley? Mình đang cố giữ chú Trino ở đường ray thứ hai và sắp rơi xuống thung lũng rồi đó. Cái gì? Mình nghĩ là chúng ta cần sự hỗ trợ của đồng đội ở ngọn núi. Chú ấy càng ngày càng nghiêng xuống. Đây không phải là việc chúng ta xử lý được đâu. Hiểu rồi Hayley. Các cậu đến thung lũng và trợ giúp nhanh lên đi. Mình sẽ yêu cầu đội cứu hộ ở ngọn núi trợ giúp. Được rồi. Đã đỏ, gửi vị trí cho tụi mình sẽ đến đó ngay bây giờ. Cảm ơn Max. Gary, cậu có thể tăng tốc nhanh hơn không? Đương nhiên được rồi, mọi người bám chặt vào. Chúng ta sẽ tăng tốc độ tối đa. Chú e là chú không thể chịu đựng được nữa. Chú ráng thêm một chút nữa. Chúng ta sắp tới rồi. Chuẩn bị hạ cánh đây. Sẵn sàng. Tụi mình sẽ lo ở phía dưới. Được, vậy tụi mình sẽ lo phía trên. Đi thôi. Các cậu, nhanh lên nào. Bắt, bất kỳ nhanh lên. Chúng con sẽ không để chúng rơi xuống đâu. Ali, tụi mình sẽ lo liệu ở đây. Cậu giúp Carrie đi. Được rồi. Sẵn sàng rồi đó Carrie. Tốt, mình chuẩn bị kéo lên. Các con đã cứu Trino. Cảm ơn. Cảm ơn các con nhiều lắm. Đừng khách sáo. Chú an toàn là tụi con mừng rồi. Mark, Bucky, không có các cậu giúp đỡ, tụi mình không thể cứu chú ấy được. Cảm ơn các cậu. Không có chi. Bây giờ chúng ta phải tiến tới buổi lễ, nếu không là trễ giờ cho bà coi. Nhân ngày đẹp trời hôm nay, trước toàn thể cư dân của thị trấn Rum,
Tôi rất vui mừng thông báo nhà ga xe lửa của thị trấn chúng ta đã hoàn thành rồi. Tất cả là nhờ sự cố gắng làm việc của tình bạn và của mọi người trong thị trấn. Bây giờ buổi lễ xin phép được bắt đầu. Chino, Mark, Perky, cảm ơn mọi người đã tới tham dự. Rất hân hạnh tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời. Thị trấn Room thật sự rất tuyệt vời như những gì tôi đã từng nghe, và buổi lễ cũng rất tuyệt vời. Dạ, tụi con cũng rất là vui. Con nghĩ là tụi con sẽ không bao giờ quên được ngày hôm nay đâu. Gina, cảm ơn cậu đã mời tụi mình tham dự. Đừng khách sáo, tụi mình mới là người phải cảm ơn. Nhờ có các cậu mà tụi mình mới cứu được buổi lễ này đó. Đúng vậy. Chú Trino, con nghĩ là Spooky có điều muốn nói với chú. Dạ, chú Trino, con rất xin lỗi vì đã khiến chú gặp phải nguy hiểm trên đường ray xe lửa. Chuyện đó làm chú hết hồn luôn. Hứa với Trino từ nay con phải đứng ở vị trí an toàn cách xa đường ray nha. Lần sau con hãy đợi chú ở trạm đi. Chú hứa là chú sẽ gặp con ở đó được không? Dạ con nhớ rồi, con hứa sẽ đứng ở vị trí an toàn. Tuyệt vời, tuyệt vời. Chú thích lắm. Rồi bọn chúng ta đến lúc phải đi rồi. Chúng ta còn một quãng đường dài phải đi. Nhưng các cậu vừa mới tới thôi mà, sao không ở lại một chút nữa? Tụi mình cũng muốn. Nhưng lúc nào chúng ta cũng có cơ hội gặp nhau mà. Được rồi, mọi người bảo trọng, chúng ta sẽ sớm gặp lại. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Tạm biệt. Chú cũng phải tới lúc phải đi rồi. Chúc mọi người may mắn đã tới lúc xe lửa khởi hành rồi. Tạm biệt những người bạn tuyệt vời ở thị trấn Room. Tập tin người bạn đáng nghi. À, tiếng gì vậy? À, gì đây? Trả đất ơi! Hả? Cậu nói gần hồ nước có quái vật thật sao? Thật đó. Trên đầu nó có đội một tấm áo choàng đáng sợ. Quanh người nó còn quấn khăn nữa. Tay của nó to lắm luôn. Nói chung là kỳ quặc lắm, mình không biết nói sao. Có khi nào cậu gặp phải kẻ lang thang xấu số không? Kẻ lang thang xấu số? Ở làng Tô Tô có một câu chuyện nhắc đến hình tượng giống như vậy ở trong đó. Lý do mấy có cái tên đó là vì những ai gặp ông ấy đều gặp phải những chuyện không may, giống như đã bị phù thủy nguyền rủa vậy đó. Vậy kẻ lang thang xấu số đó có nguyền rủa mình và nhìn thấy mình hay không? Kẻ lang thang xấu số? Mới nghe lần đầu luôn đó. Mình cũng vậy. Mà nè, cậu có thấy gì khác lạ hay không? Busty nói là có. Cậu ấy nói hắn sẽ nguyền rủa người khác và khiến cho người đó gặp chuyện không may. Nhưng đây cũng chỉ có thể là một lời đồn thôi. Khép vẫn chưa gặp phải chuyện gì không may mà, đúng không? Chưa, nhưng lỡ như Khép thực sự gặp chuyện thì sao đây? Nếu như lời nguyền trở thành sự thật thì nguy hiểm lắm. Thôi đi, Haley, cậu không nên tung tin đồn thất thiệt về người cậu chưa gặp mặt bao giờ. Phải, cậu nói đúng. Chúng ta phải tìm cách đi gặp người đó và xem thử người ta có phải như vậy không. Đúng đó. Theo như lời Haley nói, người đó đang ở rất gần đây. Holly, trước đây ở chỗ này đâu có cái lều. Đúng đó, đi xem thử đi. Đi thôi.
Xin chào. Có ai ở trong không? Chắc mình nên tới gần hơn. Xin chào. Ai đó? Tôi hỏi mấy người là ai? Tụi mình là đội cứu hộ của thị trấn. Mình là Polly, còn đây là Roy. Xin chào. Nghe nói cậu mới tới nên tụi mình tới để chào hỏi. Chào hỏi? Sao? Mấy người tới để tống cổ tôi. Ồ, cậu nói vậy là sao? Tụi mình chỉ là thấy tò mò thôi. Đừng tới gần tôi. Tôi không tin mấy người. Đi đi. Trời đã. Đừng vậy mà. Nghe tụi mình nói đi. Không có gì đáng nói hết. Cậu không sao chứ? Mình không sao. Hả? Tôi xin lỗi. Hả? Mình nói rồi mà. Mình đã cảnh báo trước là hắn ta rất nguy hiểm. Mình lại nghĩ là cậu ấy không cố tình đánh Polly đâu. Chỉ là một tai nạn thôi. Đúng đó. Mình cũng không hề thấy đau đâu. Cũng may là đã xong xuôi rồi. Sáng mai mình sẽ sửa lại cho cậu có được không? Mình đang lo. Chúng ta có nên để cậu ấy ở lại hay không? Đừng lo. Mình cảm thấy cậu ấy không phải là người xấu đâu. Trái lại, mình thấy cậu ấy có vẻ hoảng sợ. Rối rắm quá. Nếu cậu ấy không phải người xấu thì cậu ấy đã không làm cậu bị thương rồi. Biết đâu cậu ấy có chuyện không kể cho người khác nghe được thì sao? Mình nghĩ là chúng ta cần phải tìm hiểu kỹ hơn về cậu ấy. Ngày mai chúng ta nên hỏi những người từng sống ở làng Tô Tô. Chắc họ sẽ biết gì đó về kẻ lang thang xấu số. Cậu nói đúng đó. Chúng ta nên làm như vậy. Sáng mai mình với Amber đi hỏi thử. Tụi mình về liền. Chúc hai cậu may mắn. Khép, mình biết là cậu rất sợ kẻ lang thang xấu số đó. Nhưng mà cậu cũng không thể cứ đi đâu cũng lâu tụi mình đi chung như vậy được đâu. Chú biết làm sao bây giờ? Mình thấy sợ lắm, mình không dám đi một mình đâu. Cậu ấy sợ vậy cũng là chuyện khó tránh thôi. Tới mình đây còn sợ nữa là... Mình cũng sợ lắm, lỡ có thứ gì đó nhảy bổ ra thì sao? Được rồi, bình tĩnh đi. Cho dù có đi nữa cũng không làm gì được bốn người chúng ta đâu. Nói gì thì nói, mình cũng đang thắc mắc là đội cứu hộ sẽ làm gì. Cái gì đây? Có phải là do lời nguyền không vậy? Cái gì? Nè các cậu, hình như mình mới nghe thấy tiếng động. Tránh đường đi. Đừng có lại gần đây. Đừng nguyền rủa chúng tôi gặp chuyện xui xẻo mà. Chắc ở thị trấn đây. Đừng rồi đi. Tôi phải đi qua, đừng có cản đường tôi nữa. Chạy đi, chạy qua. Hả? Cậu ấy bị bạn bè bắt nạt vì vẻ ngoài của mình sao? Tên cậu ấy là Jackie. Nhưng vì cậu ấy có bàn tay to nên cậu ấy bị mọi người trong làng chọc ghẹo và gọi là quái vật Jackie. Mình đoán cậu ấy ăn mặc vậy là để che giấu ngoại hình của bản thân. Rồi cậu ấy dần dần tránh mặt bạn bè. Vậy cậu ấy đã sống cô đơn cho tới khi tới thị trấn của chúng ta. Nhưng còn tin đồn nói cậu ấy đem lại xui xẻo thì sao đây? Mình nghĩ đó chỉ là do hiểu lầm thôi. Bạn bè của cậu ấy có nói với mình là họ không gặp phải chuyện gì xui xẻo hết. Mình hiểu rồi. Mình đã vô tình đánh giá cậu ấy là người xấu, trong khi mình chưa biết gì về cậu ấy hết. Đó chính là lý do mình nói là cậu không nên đánh giá người khác khi chưa hiểu rõ về họ đó. Hả? Đội cứu hộ, Jin đây. Jin, cậu phải mau đuổi kẻ lang thang xấu số đó ra khỏi thị trấn. Cậu đang nói cái gì vậy Posty? Thanh chắn phía trước của Khép rớt ra rồi. Lời nguyền về kẻ lang thang xấu số hiệu nghiệm rồi cậu à. Với lại tụi mình cũng mới gặp kẻ lang thang xấu số đó đây nè. Đáng sợ lắm luôn á. Thôi bình tĩnh đi. Jackie sẽ không làm hại ai đâu. Tụi mình sẽ tìm cách để giải quyết ổn thỏa chuyện này nên hãy yên tâm nha. Thôi được rồi. Tụi mình tin ở các cậu. Đây chính là vấn đề. Chúng ta phải nhanh chóng làm sáng tỏ vụ việc này mới được. Đầu tiên chúng ta phải giúp cậu ấy mở lòng đã. Chuyện này sẽ rất khó khăn vì trái tim cậu ấy đã đóng băng và không còn muốn tiếp xúc với ai nữa. Vậy hay là lần này chúng ta cùng đi chào đón cậu ấy đi. Được đó, cả đội chúng ta cùng tới đó thì cậu ấy chắc chắn sẽ động lòng thôi. Được, chạy đi thôi. Sao diện mạo của mình lại như vậy chứ? Tường bị dở rồi. Phải làm sao đây? Tường mày dở là cả thị trấn sẽ bị ngập. Dòng nước đang chảy xiết quá. Mình không thể nào ngăn lại được. Ai đó làm ơn giúp tôi với.
Lỡ chúng ta làm vậy mà cậu ấy vẫn không muốn nói chuyện thì sao? Thử gọi tên cậu ấy đi. Jackie. Không ai trả lời hết. Chắc là cậu ấy tránh mặt chúng ta rồi. Có lẽ vậy. Có ai ở đây không vậy? Làm ơn. Tiếng ở đâu ra vậy? Giúp tôi với. Jackie đang ở gần hồ chứa nè các cậu. Trời ơi, Jackie đang dùng thân mình để chặn lỗ hổng trên bức tường. Haley, bay qua đó giúp Jackie đi. Biết rồi. Cùng qua đó đi. Cậu là ai? Mình thuộc đội cứu hộ. Họ sắp tới rồi, đợi một chút. Được rồi. Amber, khi tới đó rồi, trước mắt cậu phải giữ lấy bức tường. Rồi, lúc Jackie tránh khỏi đó, cậu dùng đá chặn lại đi. Được. Để giúp Jackie. Sẵn sàng rồi, Polly. Mình cũng sẵn sàng rồi. Jackie, cẩn thận, từ từ bước ra đi. Rồi, đẩy vào. Sắp được rồi. Jackie, cậu đã cứu cả thị trấn rồi. Cảm ơn cậu nhiều lắm, Jackie. Không có gì phải cảm ơn hết. Tôi chỉ là muốn cứu lều của mình thôi. Vậy thôi nha, tôi đi đây. Ồ, khoan đã, Jackie. Tụi mình tới đây tìm cậu là vì muốn kết bạn với cậu thôi mà. Kết bạn? Đúng vậy, chỉ cần cậu chịu khó mở lòng và tiếp nhận tụi mình thì chúng ta sẽ trở thành bạn bè. Không, không cần đâu. Tôi biết trên đời này không có ai ưa được tôi hết. Chỉ khi người khác không hiểu cậu mới nghĩ như vậy thôi. Còn mình đã xem cậu là bạn rồi. Mình cũng vậy. Cậu chỉ cần cho người khác thấy được con người thật của cậu ra sao thôi. Đúng đó, Jackie. Mình biết cậu làm được mà. Tụi mình sẽ giúp cậu. Nhưng các cậu... Mình... Jackie! Ra đây đi! Làm bạn đi, Jackie! Hôm nay cũng không ra sao? Nhưng mà mình thật sự rất muốn gặp cậu ấy. Jackie! Nếu như cậu chưa sẵn sàng ra đây thì tụi mình quay lại sau. Khoan, mình sẽ ra ngoài một chút. Ủa, cậu cũng chưa ra rồi. Xin chào, mình là Jackie. Rất vui được gặp mọi người. Rất vui được gặp cậu Jackie. Rất vui được gặp cậu Jackie. Mình cứ tưởng là khi nhìn thấy cánh tay của mình, các cậu sẽ hoảng sợ mà bỏ chạy hết chứ. Không đâu Jackie, tụi mình biết cậu không như lời đồn. Phải, cho mình xin lỗi vì trước đây đã nghĩ xấu cho cậu nha. Thành thật xin lỗi Jackie. Không sao, các cậu đồng ý chấp nhận mình á, là mình đã thấy vui lắm rồi. Tốt quá, cậu chịu mở lòng mình và làm bạn với tụi mình là tốt quá rồi. Jackie, để mình hoan nghênh cậu đã đến đây. Chào mừng cậu đến đây đó. Cảm ơn. Jackie, xin thông báo, chúng ta là bạn bè suốt đời, cậu đừng bỏ đi nữa đó. Được thôi.